Trận thi đấu giữa các cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa và các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương trong khuôn khổ giải bóng đá nhi đồng U21 toàn quốc Cup Leslie Milo năm. Bên phía cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa, họ sẽ sử dụng thành bên phía tay phải và là những người lấy bóng trước. Hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Đưa bóng vào trong, nguy hiểm, tình huống đấm bóng tới từ thủ thành Ngọc Sơn. Quả người dứt điểm ngay. Phá ra chân tới từ vị trí của Hữu Mạnh. Những giải đấu rất tốt để cho các cầu thủ chúng ta cọ sát. Được chuyền ngang, đây là Gia Bảo, khoảng trống dành cho Gia Bảo, nhấp nhả rất khó chịu vừa rồi, chân trái. Gia Bảo có một tình huống qua người rất hay ở pha bóng vừa rồi. Trong pha bóng vừa rồi, Gia Bảo đã loại bỏ Quang Hưng. Ta một lần nữa cùng xem lại pha bóng này. Pha qua người rất mượt tới từ Gia Bảo, cú dứt điểm ở chân trái đã được đưa ra, tuy nhiên vẫn chưa thể chiến thắng được thủ thành Nhật Anh. Tình huống chuyền bóng dọc biên. Lấy bóng dành cho cao thủ áo trắng, được chuyền hay, cơ hội, cột 2, được chuyền vào cột 2, tình huống chơi bóng tốt tới từ thủ thành Nhật Anh. Một pha bắt bài và cứu bóng. Gần như trong pha bóng vừa rồi thì Nhật Anh đã cứu cho cao thủ Gia Bảo giữa một bàn thua, chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Nếu không có tình huống nhồi người tới từ Nhật Anh, bóng sẽ đến với vị trí của Gia Bảo. Bóng quay trở lại với Minh Quân, khoảng trống dành cho Minh Quân, dứt điểm ngay, không có đối với thủ thành Nhật Anh. Lên bóng dành cho cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa, có thể lướt đi, không được. Tranh chấp rất quyết liệt, và đây là Gia Bảo, vẫn là Gia Bảo, được chuyền dứt điểm ngay. Đó là bàn thắng dành cho các cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa. Người vừa mang về bàn thắng dành cho đại diện xứ Thanh đó là Minh Quân. Trước đó thì phải kể đến tình huống giữ bóng và nhấp nhả cực kỳ khó chịu của Nguyễn Lê Gia Bảo. Bây giờ thì số 6 của cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa đã điền tên mình lên bảng điểm. Một tình huống tấn công đơn giản, một cú dứt điểm bằng lòng đơn giản và một bàn thắng dành cho cao thủ Thanh Hóa ở trong trận đấu này. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha nhảy múa trước hàng phòng ngự của các cầu thủ Gia Bảo Dương tới từ vị trí của số 19 Nguyễn Lê Gia Bảo. Sau đó là đường truyền dành cho đồng đội, một đường truyền rất vừa tầm để cho vị trí của Minh Quân có thể đưa ra cú đặt lòng chuẩn xác. Mất bóng sẽ là nguy hiểm, 2-1, không có đường truyền cho đồng đội phòng vừa rồi. Đây là 3-2 dành cho cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa và cơ hội đối mặt. Bóng vẫn còn, không được. Gia Bảo tốt tới từ thủ thành Nhật Anh. Thiếu thứ hai của chúng ta đã được bắt đầu. Cơ hội dành cho Gia Bảo Hải Dương, dứt điểm khá đáng tiếc dành cho số 17 đó là Minh Đạt ở phóng vừa rồi. Một cơ hội thực sự rõ ràng đến với cầu thủ Gia Bảo Hải Dương ngay sau khi tiếng còi khai cuộc ở hiệp 2 được diễn ra. Pha ra chân tới từ Anh Kiên, được chuyền tới từ Minh Quân. Bóng bổng dành cho cao thủ Gia Bảo Dương, đánh đâu, không được. Trọng tài xác định bóng đã đi ra biên. Nỗ lực cứu bóng bất thành vừa rồi tới từ Lộc Gia Bảo. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Tình huống treo bóng cực kỳ khó chịu, đã có tình huống dậm nhảy tới từ vị trí của Minh Đạt. Đường chuyền đã bị bắt bài, khoảng trống qua người. Tình huống lướt đi rất nhanh, đưa bóng vào. Đó là tình huống dứt điểm thẳng tới từ Lương Hải. Lương Hải có một tình huống bứt tốc và lướt đi khá hay bên hành lang biên trái bên phải của cao thủ Gia Bảo Hải Dương. Bóng bổng, đây là Bảo Nam. Cơ hội dứt điểm, rất nguy hiểm. Vừa rồi thì đã có tình huống cứu thua tới từ thủ thành Ngọc Sơn ở cột gần. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Và xoay người dứt điểm rất nhanh tới từ phản công dành cho các thủ Gia Bảo Hải Dương. Cơ hội, đây là Lương Hải, cột 2. Không có đường truyền ở pha bóng vừa rồi, và đó vẫn là một tình huống đá thẳng tới từ số 7 của các thủ Gia Bảo Hải Dương. Khá đáng tiếc, nếu đó là một đường truyền sang cột 2 thì rất nhiều khả năng bàn thắng đã được ghi dành cho số 10 đó là Duy Anh. Đường truyền vào khu vực trung lộ khai, đặt lòng, cú dứt điểm ngay, và đó là 2-0 dành cho các thủ Việt Hùng Thanh Hóa. Những tình huống lên bóng rất nhịp nhàng tới từ đại diện của xứ Thanh, và người mang về bảng điểm đó là Hữu Mạnh. Tỷ số ở thời điểm hiện tại đang là 2-0 dành cho cao thủ ở Việt Hùng Thanh Hóa. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Cú sút vào phía cột gần, tình huống phối hợp là rất hay và làm tường tốt tới từ công thành. Và cắt bóng cuối cùng thuộc về Minh Quân, vẫn là Minh Quân, đường chuyền cơ. Cú thua tuyệt vời ở pha bóng vừa rồi tới từ Nhật Anh. Một pha bóng mà các cầu thủ Việt Hùng Thanh Hóa đã lên bóng rất hay, rất nhịp nhàng. Đường chuyền rất thông minh tới từ vị trí của Gia Bảo.
Minh Quân đã có cú dứt điểm. Đạt Long, và đó là Gia Bảo. 3-0 dành cho các cầu thủ ở Việt Hùng Thanh Hóa. Ngay sau khi kiến tạo không thành dành cho đồng đội thì Gia Bảo đã trực tiếp lên tiếng ở phòng vừa rồi. Chạy chỗ rất thông minh và hàng phòng ngự của Hải Dương đã bỏ quên cầu thủ nhỏ con nhất bên phía cầu thủ Thanh Hóa. Và họ phải trả giá bằng một bàn thua. Tình huống làm tường của Gia Bảo xoay sở không thành công. Phản công dành cho cầu thủ của Gia Bảo Hải Dương. Khá thoáng, ra chân, tình huống dứt điểm ngay. Và đó là thủ thành Ngọc Sơn. Và ra chân rất căng, tuy nhiên Ngọc Sơn đã có một tình huống đổ người thành công. Tình huống dứt điểm thuộc về vị trí của Quang Hưng. Áp sát tới từ Minh Quân, rất nhanh tới từ Minh Quân ở phóng vừa rồi. Cái người khá hay, đường chuyền tốt, cơ dành cho các thủ Thanh Hóa. Vẫn là Gia Bảo với đường chuyền sang cột 2, dọn cố và tỷ số được nâng lên 4-0. Sụp đổ khá nhanh ở những phút vừa qua như một chuỗi domino tới từ hàng phòng ngự của các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Đã có 3 bàn thắng được ghi ở những phút thi đấu vừa qua của hiệp thi đấu thứ hai. Và thời gian còn lại là không nhiều dành cho các cầu thủ Gia Bảo Hải Dương. Đây đang là 6 giây đếm ngược. 4 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Vâng, và như vậy thì hết giờ cho trận đấu này. 4-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Việt Hùng Thanh Hóa sẽ đi chơi ở vòng tứ kết với vị trí nhất bảng và các cầu thủ Hải Dương. Các cầu thủ áo đỏ họ vẫn phải chờ kết quả của trận đấu giữa Nam Việt và các cầu thủ Lạng Sơn. Tuy nhiên thì tỷ lệ đi tiếp của các cầu thủ Hải Dương là rất cao.